Chào tất cả cô chú chị khách hàng nha. Em thương lên sóng giới thiệu giao lưu cho cô chú chị khách hàng nhà mình hai chiếc đôn gốc KT Krông 3 hay còn gọi là gõ đỏ mọi người nhé. Hai chiếc đôn rất là đẹp luôn, liền khối 100%, gần như không gọi là không vết tích luôn mọi người nhé. Còn đột biến nữa mọi người này, cái này còn đột biến này, có ruồi, chật phần rất là vip, đã được trà lót ất giáp mọi người nhé. Liền khối, không chắp ghép, không vá víu, cực đẹp. Mặt đây mọi người này, chất lượng luôn. Ấy, kích thước là cao là được 42. Chiều cao được 42 mọi người nhé, 42. Mặt đẹp thật luôn mọi người. Chật vần 40. Chỗ này 36. Chỗ này 32. Quá vip mọi người. Một biến mọi người nhé. Sau mọi người nhìn đằng sau này. Đằng sau này. Ôi giời, như núi này. Đột biến luôn. Đây, cái đồ này thế mọi người nhá. Vip cực luôn. Hai cái này toàn cái vip mọi người nhé. Đấy, mọi người nhìn. À, ruồi đậu này. Đột biến vào mọi người. Đấy. Quá đẹp luôn. Đây, mọi người nhìn này. Nhức nách luôn mọi người nhá. Hàng này là hiếm lắm đấy. Rồi, cái số 2 mọi người nhá. Em đi vào cái số 2 này. Cái số 2 đây thì cũng cao 42, mặt 37, 32. Ngang ở giữa bụng đây mọi người. Ngang giữa bụng đây được là 49, gần 50, 49, 5. Chất vật đấy mọi người. Quần quận luôn. Đấy, em chỉ có mới lót thôi mọi người. Quá phê luôn mọi người. Quá phê luôn. Đấy, cô chú chị nhìn. Cỡ đây. Em cỡ đây tìm nó ra mọi người. Thật sự em là cực kỳ gọi là siêu tầm. Cái hàng này là đẹp. Rồi cô chú chị thiện chí với hai phôi, à quên, hai đôn gốc KT gõ đỏ, liên hệ em thương nha. 0338 918 991. Cảm ơn quý cô chú chị hàng rất nhiều đã xem video của em.